Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Ngày hôm qua thì khán giả Việt không khỏi bất ngờ trước tin đồn đường ai nấy đi sau 14 năm chung sống của cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Vì chỉ cách đây vài ngày, cặp đôi vẫn còn cùng nhau xuất hiện trong một chương trình chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Ngay sau đó thì nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò để PR cho một dự án sắp tới của cặp vợ chồng. Và cũng trong tối ngày hôm qua thì cặp đôi đã chính thức lên tiếng, đồng thời khẳng định không lấy chuyện tình cảm để PR cho bản thân. Ngày hôm qua thì khán giả Việt không khỏi bất ngờ khi đón nhận thông tin được đăng tải trên báo chí cho biết cặp vợ chồng đình đám của làng nhạc Việt Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã đường ai nấy đi sau 14 năm chung sống. Thông tin này khiến người đọc không khỏi xôn xao bởi thời gian gần đây cặp đôi không hề xảy ra mâu thuẫn hay là có dấu hiệu rạn nứt nào, thậm chí là cách đây không lâu hai người còn cùng nhau xuất hiện trong một chương trình chia sẻ về chuyện Lưu Hương Giang trốn chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi khán giả còn chưa biết có nên tin vào thông tin này hay không thì một đoạn tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội khẳng định rằng cặp vợ chồng nhạc sĩ này không hề ly hôn. Không những vậy, nguồn tin này cũng cho biết đây chỉ là chiêu trò PR cho công ty làm đẹp liên kết với Hàn Quốc của Lưu Hương Giang sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới. Liên hệ với việc Lưu Hương Giang kể chuyện mình đi phẫu thuật thẩm mỹ trước đó thì việc nữ ca sĩ đẩy mạnh hoạt động của công ty làm đẹp liên kết với Hàn Quốc thì hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu như đây chỉ là một nước bài quảng cáo, vậy sự xác nhận của tòa án về tình trạng đường ai nấy đi của cặp đôi từ đâu mà có? Trong khi khán giả còn tò mò với câu hỏi trên, thì cũng ngay trong buổi tối ngày hôm qua, vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cùng đại diện truyền thông của mình đã lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn giữa Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là có thật. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, cả hai đã vượt qua sóng gió và thời điểm hiện tại đang rất hạnh phúc bên nhau. Nguyên văn chia sẻ của Hồ Hoài Anh cho biết, cuộc sống hôn nhân nào cũng có những cột mốc, những hạnh phúc và những sóng gió. Chúng tôi không phải ngoại lệ và may mắn rằng chúng tôi đã đều vượt qua. Ngoài ra, phía ca sĩ Lưu Hương Giang cũng khẳng định cô không có ý định mang chuyện tình cảm riêng tư của gia đình để PR cho bất kỳ điều gì. Đồng thời, cô cũng sẽ không bình luận thêm về vấn đề này nữa. Được biết, tin đồn ly hôn giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang được nổ ra sau khi một nguồn tin cung cấp từ Tòa án Nhân dân quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã từng phân xử một vụ ly hôn vào tháng 6 có thông tin trùng khớp với vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Ngoài ra, có nhiều bằng chứng dân mạng soi rằng cả hai đều không đeo nhẫn cưới mặc dù là vẫn xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện. Những thông tin tiếp theo về cặp đôi này thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe S News nhé!